sản phẩm của anh phải sẽ ở đâu ta? Không, còn đang bị luôn á. Nó có kính thì mình quay không có rõ mọi người. Làm với mọi người. Đó, nó chia mỗi người. Sắp hàng để lấy tôm hùm. Ai muốn ăn bao nhiêu ăn? Đây là thịt bistec. Sườn à, sườn gì đó làm gì đó chẳng biết nữa. Ai muốn ăn ngọt thì tới đây mọi người. Wow, cái hàng dessert, cái hàng mà kẹo bánh ở đây là số 1 luôn, không cách nào mà chê được. Thấy ai mà có ăn ngọt á. Ồ, cái lai còn dài á, đất nó sắp hàng vô để nó vô nó ăn tôm hùm nè mọi người. Wow, bánh nè, bánh trái đủ loại. Quá trời luôn. Mày thấy không? Coi nè. Xếp hàng dài để nó đi ăn. Nó vào nó ăn tôm hùm á. Đây là hàng Chinese food. Chắc đây là sườn chua ngọt nè. Sườn chua ngọt đó mọi người. Đây là súp măng cua, sắc súp chua chua cay. Đây là súp gì chẳng biết nữa. Đó, nguyên cái nhà hàng đó, mình thấy mọi người thấy không? Nguyên cái nhà hàng. Người ta sắp hàng, người ta lấy tôm hùm. Bạn lấy tôm hùm đi ăn mọi người. Ăn bao nhiêu cũng được mọi người. À, hồi xưa mình ăn chắc cũng được mười mấy con, bây giờ ăn có mấy con là no, bốn con là no rồi. Giờ lớn tuổi rồi mình ăn ít lại. À, ăn tôm hùm bây giờ. Các bạn ăn tôm hùm á. Thank you.
cây sa ngày đó. Ồ men, còn một đống càng nó dục quá hả? Dục quá. Ồ giỏi con. Ồ men. Càng là của mấy cô rồi, mấy con. Ai muốn chửi thì vô chửi đi. Sau chiến tranh này nha. Đây là sau cuộc chiến tranh đó. Đây là tàn cuộc nè. Ồ men, bây giờ mình đem nguyên cái càng về mình nấu bún riêu. Bún riêu ha. Đâu cho đem ra. Nó dục vậy. Mình tàn cuộc mọi người. Cuộc còn nha. Beef steak and lobster mọi người. Bên trên miếng beef steak nó còn nóng hổi. Còn nóng nè. Mà nó làm ở ngoài chín mà nó còn đỏ luôn nè. Thấy không? Dày cỡ nào. Wow, cái này làm ram rib nha. Con này dài đã nè. Wow. Giờ mình biết steak thường mình phải có cái steak sauce chứ thôi nè. Cái này steak sauce. Rồi cái đó à. Cái này nó có curry. Curry không? Biết steak là phải có biết knife, có dao nữa. Mình cầm về mình cắn mình ăn hả? Không có cho nó ra ngầu tí. Hai gói nó mềm. Có mềm mập luôn á. Nó hai loại, một loại là wow. Anh lấy hai loại. Anh đang làm ram rib với lại Kobe. Không phải Kobe mà là gì? Filet mignon. Wow, nó mềm. Có chừng nó flốt. Thịt flốt, flốt, flốt. Nó chừng nó tràn ra con. Để trong cái nhắn đi em, để trong cái dĩa rồi nó tràn ra. Oh my god, nó mềm. It's only if you mix it in. Is that raw? Mm-mm. It's so good. But yours was more red. Ăn cái đậu này, hết đậu này. Cái này brown. Cái dĩa nó mềm. Wow. Miếng ngon. Give me more. Want some more? Yeah. Yeah. Wow. Cái thịt này nó mềm giả mang luôn á mùi. I'm like looking. Weird it out. Cảm ơn nước sốt nha. Đã có soi nếp đậu xanh á. They got rid of the pho. Đã đánh có soi nếp đậu xanh. Để ăn thoảng, ăn. Wow. The brown part isn't as soft. Cái miếng thịt bò ngon quá. Cái này mà có ba. Oh, lần đầu tiên có trứng nè. I'll take some. Đậu xanh, ăn xanh, xanh. Maybe it's because you finally found a female. Oh, the female have eggs? Do you think males have eggs? Daddy, no. Do you have eggs? Wow. I'm gonna just answer that point. No, you don't. I'm sorry, but no. Như một cái hoa. Ấm nước sốt mọi người. No. Chấm nhiều vô, có nhiều vô. It flew away from me. Ow. Come hither, napkins. Hopefully oh I don't. My god, cái con này trứng quá trời là trứng luôn. Trứng nó nằm ở trong này luôn á mọi người.
You were gone for a quay long lấy cái đang ra luôn. Cắn luôn. I don't move that. Ăn cái dĩa đàn đó. Bụng đó. Maybe by long time. Can I have a clay fork? Why didn't you get one when you were at work? Why don't you move it to me? You never finish your food. What? Can I have a clay fork? Not there, somewhere. Thì nó không mà nó lấy gì chuyện là a lot of desserts là à? If I put the new pocket, okay. If I ate one, he'll never notice. Yeah. Cái khác là cái em đi. Ngon quá. Ngon quá. Cái miếng bít tết thì ngon thiệt á, bỏ vô miệng nó tan liền à, nó mềm mức độ vậy luôn á. Time you get bread pudding. Get the cookie and the jello. Mấy tỏi này đó. Ngon lắm. Too much sugar. Mày nò. Nò quá. I got raisin cookies. Thơm. No. All they ever have are raisin cookies. No chocolate. Remember? They never have normal cookies. They only have raisin cookies. No, I don't remember. Reagan, we've been here like 7 times. All they've ever had were raisin cookies.